Điều sống hải ngoại bằng trăm lần tiếng nói của chúng tôi. Vâng, ví dụ như anh Lệ Minh chẳng hạn, anh ấy sống ở bên Mỹ, anh biết những cái điều kiện hiện nay ở bên Mỹ như thế nào, những cái vấn đề tích cực và vấn đề tiêu cực ở cái cuộc sống của những bà con Việt kiều ở bên đó, thì anh nói lên những điều sự thực cho nên để cho những cái kẻ mà ví dụ ở trong nước chúng nó có ảo tưởng về nước Mỹ, tức là nước Mỹ cái gì cũng màu hồng hết, để cho những người đấy người ta biết, để cho đừng quá ảo tưởng. Như rồi chắc không được, chắc phải mời lại nhá Lệ Minh. Chào Lệ Minh. Hello, chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nãy giờ nói chung cũng nghe anh chị em các bạn chia sẻ về vấn đề mà giàu nghèo, cuộc sống và hạnh phúc. Đúng. Cái nước Mỹ này nó không phải giống như nhiều người mà nói chung là mấy ông mà Việt kiều Mỹ mà gọi là trong cộng nói đâu. Cái một cái đất nước nó đời sống nó cao, anh chị em các bạn biết, con người ta nó tất tần tật vậy lắm. Khi cái kim đồng hồ quay là con người ta nó quay theo rồi. Nhiều khi online thấy ngồi chiếc xe lái hay là ở trong cái nhà hay là đi chợ hay là đi vô shopping thế này kia, thấy nó hào nhoáng, nhưng mà cái nó trả giá rất là đắt. Anh chị em các bạn thấy nước Nhật không? Đây là một cái quốc gia các bạn thấy đời sống không? Ngay cả những người già sống chết trong cô đơn, những người trẻ họ làm tới nỗi mà họ bị sức ép, họ có một cái cánh rừng mà người ta phải treo cổ họ chết. Các bạn biết hiện nay Mỹ đó, theo thống kê đó, cái vấn đề mà tự sát đó là bắt đầu dâng lên cao rồi. Đời sống ở Mỹ bắt đầu cái về những cái xã hội đó, nó càng lúc nó càng đi vào những cái sự người ta sống trầm cảm, người ta bị stress, người ta không có đâu là trên những cái thống kê đó, cái họ tự sát được những cái vấn đề nhiều khi họ buộc. Lợi Minh xin lỗi, Châu Lạc Khải nhá, mình giới thiệu nhá. Anh Lợi Minh hiện nay có quốc tịch Việt Nam, anh có chứng minh thư Việt Nam, anh có hộ khẩu Việt Nam nữa. Đấy. Dạ đúng rồi. Vâng, cho nên nói cái thằng Châu Lạc Khải để cho bạn biết một cái điều như thế. Rồi xin mời. Khi nào tôi nói tiếng Việt, tôi là người Việt Nam. Vâng. Khi nào mà tôi giao lưu với người Mỹ là làm ăn hay là những cái phương diện về xã hội Mỹ, thì tôi là người mà tôi quốc tịch Mỹ rồi, để làm ăn với người ta. Cái vấn đề là quyền lợi của mình thôi, cái đó là quyền lợi cá nhân thôi. Cho nên tôi nhập tịch nay là hơn cũng khoảng 10 năm rồi. Tôi sống trong Việt Nam như mọi người thôi. Nói chung thì nói về vấn đề mà sống hạnh phúc thì tôi thấy là ở Việt Nam hiện nay đó, ngay cả những kiều bào mà họ yêu quê hương đất nước tổ quốc, anh chị các bạn thấy bây giờ họ đã bắt đầu quay trở về Việt Nam rồi. Gần đây rất là những một số anh em kiều bào ở hải ngoại họ inbox của họ gọi điện thoại chứ tôi trực tiếp, tôi thấy rất là cảm động đó. Họ nói tôi lâu quá rồi, tôi lần đầu tiên tôi về Việt Nam, tôi không nói xin lỗi, tôi không nói tên họ ra. Họ về xong mà nói tôi thấy rất là mừng. Bây giờ họ có lòng mà tôi live stream gì, họ dặn tôi có live stream cho họ biết với, để họ theo dõi, họ cảm thấy được khuyến khích và phấn khởi khi họ về. Họ nhìn thấy quê hương đất nước đổi mới, người dân Việt Nam bây giờ nói chung tôi thấy sống rất là hạnh phúc. Các bạn thấy ngay cả cái nhóm anh em của anh Bằng đồ, Bình Dương đồ, Trung Vũ đồ, các bạn thấy không, cuộc sống rất là thoải mái. Ở Việt Nam chịu khó làm ăn một chút thôi là nó cũng đã dư giả rồi, cũng có vừa làm và vừa chơi, nó thông thả hơn. Ngay cả tôi bây giờ các bạn thấy, nhiều khi các bạn biết anh em, nhiều khi bạn bè tôi làm, ngay cả chính bản thân tôi nhiều khi làm, nhiều khi ăn vừa cầm tay lái mà vừa một cái chân kẹp lên cái tay qua lăng. Bên Mỹ nó xài xe nó gọi là auto, nó có cruise control đó, là để cái chân lên là bắt đầu nó cruise cho mình không cần đập ga. Các bạn biết vừa ăn mà vừa chạy mà vừa lái, nó đời sống ở Mỹ mà nó tất tần tật lắm, nó chỉ là những cái hào nhoáng bên ngoài. Nó ngay cả những đứa trẻ ở bên Mỹ cũng vậy, tụi nó bị sức ép rất là lớn. Những cái đời sống những đứa trẻ Mỹ mà nó huấn luyện một cái đứa trẻ từ hồi lớp mẫu giáo nó đã huấn rồi. Xin chào Phùng Quốc Hà. Khi mà nó bước vào cái tuổi 18 là anh chị em các bạn biết nó tự lập rồi. Nó đã đứng trên cái thương trường rồi, nó đã tự lập rồi, nó sống rồi. Nó phải bon chen, nó phải biết là tạo ra đồng tiền để nó sống như thế nào rồi. Bởi vì một cái đứa trẻ 18 tuổi ở Mỹ nó vững vàng là như vậy. Tại đời sống của nó đó, nó được huấn luyện từ hồi còn nhỏ. Cho nên anh chị em thấy các bạn còn ở Việt Nam, đời sống và văn hóa của người Việt Nam mà tôi thấy phải nói là rất là hạnh phúc và con người sống rất là thoải mái.
làm thì làm, chơi thì chơi, nghỉ nghỉ ngày mai làm tiếp, mình làm xong công việc trong cái tháng đó thôi là xong rồi thôi. Thì các bạn thấy, tôi thấy rất là thong thả, ngay cả tôi về Việt Nam tôi sống tôi cũng thấy những người mà hiện nay ngay cả họ đi về hưu, họ cũng bắt đầu họ đã tìm hướng họ quay về Việt Nam. Tôi nói là cái đất nước Việt Nam với cái văn hóa và cái luật pháp Việt Nam và cái đời sống Việt Nam hiện nay phải nói là rất là thoải mái, chứ không phải giống như đại đa số những mấy ông mà Việt Kiều mà chống cộng mà lên mạng này mà mấy ông hô hào đâu. Tôi nói ở bên Mỹ mấy ông mà không làm ra đồng tiền nữa là mấy ông chỉ có đi ăn mày thôi. Đó. Ăn mày thôi, không làm ra đồng tiền nữa, chỉ có xếp hàng chờ chính phủ ban phát những đồng thuế tiền của những người khác, họ làm cho mấy ông ăn thôi, mấy ông mấy bà ăn, chỉ có vậy thôi. Cho nên mấy người mà chống phá đất nước rồi lên trên này hô hào suối người dân rồi xuống đường biểu tình tầm bậy bạ, vừa rồi cái đợt biểu tình vừa rồi nó là một bài học xương máu rất là hay, trong cái khó nó ló ra cái khôn. Người dân Việt Nam bây giờ họ ta thức tỉnh dữ lắm. Các bạn thấy vừa rồi nó làm thiệt hại đến đời sống của những người dân trong nước. Bây giờ họ đâu có để cái sự việc xảy ra tiếp tục đâu. Đời sống nó bình yên, ai cũng lo làm ăn. Người ta có cái nhà, người ta sắm cái nhà to hơn. Các bạn thấy, tôi thấy là Việt Nam bây giờ đất nước đã đổi mới, thay đổi. Luật pháp thì nó từ từ nó đi vào trong cái khuôn khổ. Ngay cả những cái luật an ninh mạng, các bạn thấy ngay cả bên Mỹ người ta đã có từ khi mà hệ thống mạng nó đã có, người ta đã có vấn đề luật an ninh mạng từ lâu rồi, mà trong khi đó Việt Nam mới bắt đầu có thôi, mà tới đầu năm 2018 mới đi vào thì mới thực thi là 2019. Lệ Minh, bây giờ là mình có một điều này mình muốn hỏi Lệ Minh. Chính thức là mình theo mình nghĩ mình cũng không biết, và một rất nhiều anh em này cũng không biết. Về ví dụ như cái trường hợp của mình ấy, thì cái mạng Facebook này mà ví dụ lên mạng mà livestream này thì theo mình nghĩ nó cũng mới gần đây thôi, thì mình mới thấy cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước thì nó xuyên tạc quá, mình lên chống. Còn lại ví dụ như mình nghe nói là Lợi Minh đã vào gọi là cái mạng gì e-talk cái gì đấy từ năm bao nhiêu ấy thì mình không biết, thì hiện nay có tất cả anh em ở đây và kể cả như mình nữa, mình cũng không biết về cái kiểu đấu tranh mà chống bọn luận điệu xuyên tạc ấy, trong cái bại gì đấy, thì Lợi Minh có khả năng Lợi Minh nói cho tất cả mọi người và mình ở đây được hiểu rõ về cái chuyện mà đấu tranh chống bọn nó như thế nào không? Mình thấy là cái đấy là hay đấy. Anh Bằng nói lại một lần nữa, em chưa có hiểu rõ được cái ý của anh Bằng lắm. Tức là ngoài đấu tranh trên cái mạng Facebook này thì trước kia thì không có cái mạng Facebook, thì còn có một cái điều, cái kiểu đấu tranh với cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia từ năm 2000 không trăm bao nhiêu ấy, thì mình không nhớ, hình như gọi là cái đấu tranh trên mạng, gọi là tiếng Anh nó gọi e-talk đấy. Đấy Lợi Minh sẽ nói về cái đó cho mình hiểu, thực tế là mình cũng chưa biết vì mình cũng là người mới mà. Rồi và từ khi mà nói chung là cái truyền thông internet của mạng bắt đầu Yahoo trước. Yahoo là một cái nơi mà nó chống rất là ác liệt. Sau này vấn đề an ninh mạng của Mỹ, nó thấy thằng Yahoo nó làm ăn cũng rất là lớn, cho nên nó thấy cái cộng đồng của Việt Nam, cái tụi mà chống cộng nó rất là ác liệt, mà nó những cái mưu mô của nó xảo trá rồi bị bơm. Sau này tụi nó, thằng Mỹ nó shut down, thằng Mỹ nó shut down cái phần đó. Rồi xong rồi bắt đầu cái thao thoát nó mới xuất hiện. Thì nói chung thì mục đích của nó là để làm truyền thông, để đặng mà nó bán cái mạng của nó, để đặng cho người ta họp hội rồi đó. Mục đích của nó là để cho người ta tiện lợi, để người ta đến người ta họp hội. Nhưng mà người Việt bắt đầu nhảy vô rất là đông, bắt đầu nó tạo ra những cái đủ thứ chuyện cho nó hết. Mà cái nhóm chống phá đất nước mình nó lên đó, nó lập cả ngang cái diễn đàn, cho nên nó chống phá, nó chống rồi nó chia năm xẻ bảy ra, nó lừa đảo ra. Đấy, đó là những năm tháng mà đầu các bạn đây mấy năm chống ghê gớm lắm. Đấy, như ông Sĩ Hoàng nè, là ông Đỗ Thông Minh nè, ông Sĩ Hoàng chống bây giờ chết rồi, ông đó chống cũng dữ dằn lắm, ông đó là Việt Kiều Pháp. Ông Đỗ Thông Minh đó, là các bạn biết là ông này là chống ở ông cũng là Việt Kiều Nhật.
ông là dân mà đi du học ở bên Nhật hồi chế độ cũ á, ông qua đó ông cũng là thành phần của Việt Tân, sau này ông đi theo Việt Tân rồi ông thấy Việt Tân nó cũng lừa đảo, xong rồi ông bỏ đảng Việt Tân, ông bỏ đảng Việt Tân ông đi ra, ông đi theo mấy cái nhóm chống cộng riêng và ông lên mạng ông chống ghê gớm lắm, ông chống mà tụi nó tôn ông lên để làm học giả luôn mà. Sau này tôi lên mạng ông với mấy thằng mà nó chống cộng khùng điên á, nó hơi bị ngu, nó đem nguyên cả cái lý lịch của nó phe nó đem lên mạng, nó phe đó của cái trang truyền thông của nó, cho nên tôi đi tìm được cái chừng tôi in ra, tôi hỏi anh là học giả, tôi kêu ông bằng anh, tôi nói anh là học giả, ủa mà anh bằng cấp ở đâu mà ai phong cho anh vậy? Sau này ông quê quá, ông rút hết toàn bộ, hồi xưa mà các bạn đánh mà học giả đổ thông minh đây luôn, tại ông được tụi mà chống cộng ở bên Mỹ đó, nó tôn vinh động, ông chống dữ dằn lắm, nhất là ông xuyên tạc Bác Hồ ghê cơm lắm, ông chống rất là dữ dằn. Sau này tôi đấu với ổng thì ổng bị bạch mặt. Ông bị bạch mặt sau này ổng ghét tôi lắm, Xin hỏi thế Lợi Binh tham gia cái mạng Bon Talk từ năm bao nhiêu? Năm 2007. À, năm 2007. Dạ. Năm 2007. Thực tế là mình không xin lỗi. Năm 2004. Mình không biết cái mạng đấy. Thực tế không biết. Ồ, cái mạng đó dữ dằn lắm. Rồi. Bây giờ thì tụi nó cũng còn, nhưng mà nó yếu hơn hồi xưa. Mà trong đó phe mình thì yếu lắm, phe mình rất là yếu. Phe mình gần như là bị tụi nó quýnh sập hết. Tại vì phe của mình á là không có đoàn kết. Cũng như Facebook thì anh em mình nói chung là đoàn kết mạnh. Facebook là nói chung là sau này Facebook có là anh em mình phải nói là rất là mạnh. Cái công cuộc mà đấu tranh ở trên này đó, anh em bên phía tụi mình phải nói là rất rất là mạnh. Còn trên Powtop yếu lắm, mình coi như là bị tụi nó đánh sập. Mở diễn đàn nào ra xong 1 năm, 2 năm là bắt đầu bị đấu đánh sập. Quýnh sập à. Cho nên phải nói rất là vui. Cái truyền thông Facebook này anh em mình đoàn kết và cái sức mạnh về vấn đề mà mình chống thế lực mà xuyên tạc, mà thù địch được đó, phải nói là anh em mình làm việc rất là hiệu quả. Tôi thấy gần đây đó là khiến cho những kiều bào xa tổ quốc họ bắt đầu họ thức tỉnh. Các bạn thấy gần đây ngay cả họ bắt đầu họ đã quay về, họ đã xuất hiện rất là nhiều. Các bạn thấy gần đây có cái nick mà gọi là ngay cả anh Michael Tyson đó. Anh này là con của chế độ cũ, các bạn thấy. Rồi Kenny Nguyễn, Quốc Dương, anh Cầm, anh Tư, rất là nhiều người các bạn thấy. Gần đây cũng có một số mấy tỉnh tôi nhắc tên mấy người đó là quen thuộc, là tại vì người họ đã bắt xuất hiện ở trên cái diễn đàn. Có chị Lisa Nguyễn ở bên Canada. Dạ, chị đó. Vâng, anh chị Hùng Lisa. Nguyễn, anh Hùng Nguyễn. Đấy, bây giờ bắt đầu phải nói tôi rất là vui. Những người rất nhiều người người ta đã mạnh dạn, người ta lên trên diễn đàn. Vâng. Bởi vậy tôi kêu gọi các cà phê không đường đông lắm. Chống xa tổ quốc. Chúng ta cần phải mạnh dạn lên để đặng mình cùng nhau xây dựng tổ quê hương tổ quốc ngày một giàu đẹp và mạnh hơn, và mình đặt quyền lợi quốc gia là lên dân, quyền lợi dân tộc lên trên hết. Đừng có để những cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, ở những hải ngoại tụi nó làm đi mất mặt những cái người Việt chân chính yêu nước mà đang hướng về tổ quốc. Tại vì tôi thấy như các bạn thấy dịp rồi, ngay cả cái người phụ nữ con lai như là Kim Đặng đó, tôi nhớ là Kim Đặng thì phải, cô ta lên mạng cũng bịt mặt. Có nhiều người tại vì họ không muốn bị phiền phức á, các bạn thấy phải nói là rất là vui. Thì mong rằng tôi kêu gọi chúng ta là những người sống xa tổ quốc, chúng ta được hiểu được những cái lối sống văn minh, chúng ta cần phải bày tỏ cái sự văn minh đó cho những người dân trong nước thấy được cái tính cách nhân văn và hiểu biết, chứ đừng có xuyên tạc mà lên đây chống phá rồi chuối đồng bậy đồng bạ, nó không mang đến một cái ích lợi gì hết. Chúng ta cần phải xóa bỏ đi những cái mà của quá khứ trong chiến tranh. Ok. Giờ đây mình thế mà cái mạng Powtalk bây giờ mình nói ra thì mình mới biết. Anh đánh Powtalk á, pow là giống như là bạn bè đó. Pow pow gọi là pow chứ không phải là pow, mình cái người Việt mình kêu là Powtalk, pow. Nhưng mà nó ghép cái chữ talk vô á, nó thành cái kêu Powtalk, nó là pow, pow là bạn.
thì nói chung là dạ anh vô đó mà có cái vô đó, đó là nó anh không được thoải mái hơn ở ngoài Facebook. Tụi nó cực đoan lắm, anh mà không nói thì tụi nó là tụi nó shoot anh ra khỏi diễn đàn, tụi nó có thể block anh, là coi như là anh đổi chục nick nào anh vô cũng không được luôn. Nó không phải giống như ở Facebook, dạ. Khi mà nó block anh rồi á, mà lên đó tối ngày nó riêu gào rồi xong rồi nó cũng quyên góp xong rồi vài bữa nó lừa nhau bắt đầu nó đánh nhau, rồi tự động nó tan ra, rồi nó chia ra cả mấy chục diễn đàn khác. Bây giờ cho nó tụi nó có cả ngàn diễn đàn. Với lại trên đó đó anh bằng biết hiện nay là nó có những cái vấn đề mà tệ nạn xã hội nữa. Bên mặt đó anh mà đánh anh vô cái room E đó, nó lên đó nó biểu rồi, chứ... đúng rồi, xin chào Phùng Út Hà, phụ nữ đi ngủ sớm đi. Đấy nhá. Ngủ à, muộn rồi bắt đầu nó ảnh hưởng đến sắc đẹp. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Nói chung thì ở bên đó nó có cái room mà anh mà bấm anh để là anh mở cái room A lên đó là nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh vào đó anh dễ bị virus, nếu mà anh không có cẩn thận máy của anh dễ bị tụi nó ghê gớm lắm. Nói chung cái truyền thông đó hy vọng là an ninh mạng ra đời là nó sẽ siết cái thằng thao thoát lại, tại vì đa số là một cái đoàn quân gọi là ô hợp. Nó ô hợp còn hơn ở ngoài này. Và hiện nay tụi nó cũng bắt đầu rút ra ngoài này. Ra ngoài Facebook. Tại vì Facebook nó chơi, nói chung nó có phải có trình độ cao hơn. Nó có trình độ cao hơn. Còn ở trên thằng Pow Talk đó, nó độ nó không, nó khủng khiếp lắm. Anh biết có nhiều bà, nhiều cô ở bên Mỹ hay nước rồi tùm lum chân. Lên đó rồi mà phạch ngực, phạch áo ra rồi ăn ngủ rồi cũng lên đó quay nữa, khủng khiếp lắm, nó rất là dã man. Phải nói là cái mạng mà bên Thao Thoát nó gọi là room A đó, anh vô đó là thôi khủng khiếp. Thôi tôi không quảng cáo mấy điều mình lớn rồi anh bằng biết không. Dạ. Vô với đó thấy kỳ lắm. Tại vì lại rồi thằng Facebook đó, nó sao nó là nó có chứng khoán cho nên nó đang làm cho nó trong sạch để đặng mà nó đi kiếm tiền mà. Nó giao lưu với cộng đồng thế giới và nó có chứng khoán của nó nữa. Cho nên nó đòi hỏi phải trong sạch, phải rõ ràng đâu ở đó. Tại vì ở Việt Nam mình nhiều khi cái máy chủ của nó nằm ở bên Mỹ đó. Việt Nam mình với lại nó không kiểm soát nổi về vấn đề ngôn ngữ nữa, nó chưa kiểm soát nổi. Nhưng mà sau này bây giờ là tức là ở Việt Nam cái dữ liệu ảo ấy, hiện nay nó đang ở bên Hồng Kông và bên Singapore thì có khả năng sắp tới sẽ đưa về Việt Nam quản lý. Nếu mà Việt Nam bắt đầu quản lý thì nó sẽ chặt chẽ hơn, nó sẽ đâu ra đó, nó có trật tự hơn nhiều hơn. Giống như anh thấy ở Mỹ, Facebook ở Mỹ như Lợi Minh đó, mà lấy cái tên mà không đúng hay gì đó là thằng Facebook mà nó biết cái là nó mà cắt cái là coi như anh hết vô luôn. Nó cắt cái là anh coi như là anh không lấy nick ảo gì được luôn á. Tại vì cái IP anh phải đi qua cái nhà khác, anh phải đi qua cái địa chỉ, anh phải đổi cái IP, anh phải đi đến anh cái mạng internet, anh cái địa chỉ và cái số phone anh phải làm, anh phải đi đổi số phone rồi làm địa chỉ khác đủ mọi thứ. Mà Mỹ mà anh có nhà cửa, anh ở có chỗ mà làm sao anh đổi được. Thằng Mỹ vấn đề mà an ninh mạng của nó chặt chẽ lắm. Nó quản lý người dân rất là chặt chẽ. Chứ không phải Việt Nam mình đâu. Nó không có bỏ ngỏ bất cứ nào. Như bây giờ tôi đang nói với anh Chiên, tôi nói cái gì mà nó có tính cách mà nó làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ đi. Là thằng FBI nó lụm tôi liền. Nó môi ra bây giờ mà hơn 30 năm nay ở trên nước Mỹ tôi làm gì nó môi ra hết trơn à. Đúng rồi. Nó môi xanh ra. Các bạn thấy nãy thì tôi chạy ngang đường này tôi không quay ra 3-4 chiếc cảnh sát nó đậu gần nhau. Xã hội Mỹ mà vấn đề an ninh mà nhất là sau cái biến cố mà 911 á, nó siết người dân chặt lắm. Nó đặt máy quay phim hả khắp mọi nơi hết, những cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ và những cái quốc lộ xa lộ, những con đường nó đặt, nó nói là để giám sát về vấn đề mà gọi là giám sát về vấn đề mà ăn giao thông á. Nhưng mà thật sự có chuyện diễn cái là dính hết sau cái biến cố 911 mà Mỹ nó thay đổi.
các bạn thấy trong trường học thôi á, rồi nó sẽ nảy ở mấy cái khu này là cái khu gọi là nó không có được an ninh lắm, cảnh sát everywhere, đi ra một chút là thấy xe cảnh sát ở đậu rồi. Xe cảnh sát à, nãy giờ tôi đi mới một chút thôi mà 3-4 xe cảnh sát rồi. Nó ở Mỹ mà nó vấn đề mà nó an ninh, về vấn đề mà cái mô hình mà nói chung là về an ninh đó, nó chặt chẽ lắm, không phải Việt Nam mình đâu. Bây giờ tôi mong rằng Việt Nam, nhà nước Việt Nam mình cần phải lập ra một cái bộ an ninh mới. Sau cái vụ vừa rồi mình cần phải lập ra một cái bộ chuyên án về an ninh mới. Mình cần phải có một cái ban ngành đó, nó rất là đặc biệt. Sau khi Mỹ nó cũng vậy, nó đi vào cái biến cố, anh chị em các bạn biết, nó xảy ra trong cái biến cố mà 911 á, anh chị em thấy nó lập một cái ban an ninh mới. Anh chị em vào thấy trường học thôi mà cũng phải có xe cảnh sát đậu, anh chị em nghĩ đi. Người ta đưa tôi đi đến một cái trường học nè, thấy không? Nói chung là tôi nói thực tế là mình, anh em mình lên trên mạng này, mình thấy coi như có ầm ĩ lên, bọn nó có kêu gọi biểu tình nó kia ở ngoài xã hội, nó vẫn yên bình. Lợi Minh về Việt Nam đấy, Lợi Minh chỉ thấy cảnh sát có bao giờ đeo súng mà có đạn bắn thật không? Đúng rồi đấy. Anh bạn biết cảnh sát bên này vậy mà nó còn lụm cảnh sát mấy lần rồi chứ, nó lụm đây cơ, hơn mấy tầng, nó lụm thằng cảnh sát mới ra trường có 2 tầng mà thằng này mới 25 tuổi à. Nó lại nó quất nhỏ chết quèo. Mấy thằng kia, thằng này nó giục súng, nó giục đá xe người ta chạy, nó chọi đá nó, người ta gọi cảnh sát lại xong rồi 6 thằng mà nó bắn chết 2 thằng. Rồi tội cái thằng này nó mới ra trường có 2 tuần à. Anh thấy không, ở Mỹ anh thấy không, đi vào những cái khu trường học, đi vào những cái nơi nó rất là an ninh. Nó bên Mỹ nó còn Việt Nam mình ngay cả những nơi mà gọi là trường học nè, những cái nơi gọi là cơ sở chính quyền rồi đó, mình còn lỏng lẻo lắm. Anh thấy trường học thôi đó mà nó đã giữ cái sự an ninh như thế này rồi. Anh thấy trường học, thank you. Bây giờ xem, anh thấy không, trường học mà nó đã giữ cái vấn đề an ninh như thế này rồi. Đưa vô cửa trường học mà anh thấy không, phải bấm chuông, nó phải mở cửa tự động ở bên trong. Hai. Dạ, em pick up anh chưa không? Đây. Em chưa lại đây. Dạ. Anh thấy không, đi vô trường là anh phải đưa giấy chứng minh, anh phải đưa. Được rồi, nhưng mà chị ở đây chị đọc mà. Chứ đâu phải đâu. Anh thấy vô là phải bấm cửa trong nó mới mở, là anh nghĩ cái sự an ninh ở Mỹ nó đến độ mức độ như vậy. Tự nhiên bây giờ là ok, thank you. Anh thấy chờ chút xíu. Anh Bằng thấy cái vấn đề bên Mỹ nó an ninh, vì nó an ninh mạng, an ninh xã hội của nó khủng khiếp chặt chẽ lắm, chứ không phải như Việt Nam mình mà lỏng lẻo đâu. Việt Nam bây giờ anh vào tất cả trường học chỉ có mấy ông bảo vệ được trang bị rùi cui như kia gì đâu, anh thấy không? Anh bạn thấy tôi chỉ đi đến trường học thôi đó. Mà nó đã vấn đề mà an ninh và trong cái mô hình xã hội nó đã như vậy rồi, anh nghĩ đi. Ngoài dân sự, về vấn đề dân sự, anh thấy người ta muốn đi vô cái cửa của cái trường học đó, là phải có người ở trong đó, nó bấm cái nút tự động cái cửa nó bung ra anh mới vô được, chứ còn không anh đâu có vô được. Tại vì xin chào Lý Sơn Nguyễn, lần sau có như chương trình thứ tư lần sau mời Lý Sơn Nguyễn vào sớm chút. Cho nên thì nói chung chia sẻ về vấn đề mà cuộc sống ở Mỹ mà nó là một cái quốc gia gọi là hiệp chủng quốc mà, và cái đời sống của nó nói chung về vấn đề mà an ninh ở Mỹ nó là chặt chẽ lắm. Anh chị em các bạn biết, đi vô những nơi mà bữa nào tôi đi xuống khu downtown, một bữa tôi đi vô, anh chị em các bạn, tôi sẽ cho anh chị em các bạn thấy. Đi vô là phải cởi dây nịt, cởi giày, cởi dép, bóp đồ tất cả gì đó. Đi vô cái khu mà tòa án, mà những cái khu hành chánh của chính phủ đó. Anh chị các bạn biết nó siết chặt đến độ như vậy đó. Siết chặt cứ như là mình vào trong làm cửa kiểm soát an ninh của sân bay. Anh Bằng, nó còn ghê hơn vậy nữa. Anh Bằng biết đó, những cái khu mà ở dưới trung tâm hành chánh của thành phố, trong tuần này tôi sẽ đi xuống đó đi một vòng cho anh chị em các bạn thấy về những cái khu mà tòa án đồ, rồi những cái khu mà hành chánh của nó làm việc như thế nào. Ok, thank you. Bye bye. Bye.
Let's go. What happened, huh? Let's go. That's okay. Đây là trường tiểu học hay là trung học cơ sở? Trung học anh. À, trường là trường trung học. Trường trung học. Dạ. Anh thấy trường trung học mà nó kỹ như vậy, nó kỹ. Vâng. Trường học ở Mỹ anh biết nó kỹ lưỡng lắm. Anh vào trong đó đón con đồ này kia hả? Nó rất là kỹ lưỡng. Tôi vô tôi đón con tôi về đúng không? Tại nó bệnh. Nó bệnh đó là trường nó bắt mình phải đón con mình về. À, bây giờ những trẻ con ví dụ học trung học ở Mỹ thì nó đi xe buýt hay là như thế nào, nó đi học thì... Xe buýt nhưng mà anh phải đưa ra cái trạm. Anh phải đưa ra cái trạm. À, sau đó lên xe buýt. Dạ, dạ. Anh phải đưa ra cái trạm. Chứ nó không có phải là nó tới ngay nhà nó đón, phải vậy, nó có một cái trạm của nó. Nhưng mà có khi mà nó bệnh hay có chuyện gì đó. Đúng rồi, mình tự phải tự đưa đi. Là nó bắt anh phải lên đó anh đón con anh về. Nó không có chịu giữ, nó không có chịu coi chăm sóc gì, khi nhỏ lỡ ho hay gì đó. Nó hơi chút xíu thì nó cũng đuổi về nữa. Thành ra nó trường học mà. Cái này là trường trung học. Trung học. Tôi còn đứa nó học ở trung học, nó chuẩn bị lên đại học, đứa lớn thì nó lên đại học rồi. Nó học về an ninh mạng đến bằng nhỏ lớn. Nó học năm thứ hai rồi đó anh. Tôi đang khuyến khích nó về Việt Nam sau này nó phục vụ tổ quốc. Tôi đang khuyến khích nó đó. Nó học giỏi lắm. Vâng. Biết nó học được gọi là trả học bổng hết á. Tôi không trả các bạc nào. Tại vì nó học giỏi, đó là tiền học bổng, không phải là chính phủ cho đâu nha. Những cái chỗ mà học bổng tư nhân á, nó cho. Chứ mai mà học giỏi là được chính phủ cho đâu. À, nhưng mà cái tư nhân đấy người ta cho thì sau này người ta có muốn nó là cái công ty ấy nó có ảnh có tức là nó ấy đến cái nghề nghiệp của cái con anh sau này không? Đúng rồi, đúng rồi. Sau này ví dụ như mình con ra trường là cái trường đó, cái công ty đó nó hốt. À, đúng. Thường thường năm ba là nó hốt rồi, nó cho về thực tập. Rồi. Ở Việt Nam cũng thế. Dạ. Vâng. Dạ. Tức là hiện nay có những cái công ty người ta săn đầu người, ví dụ cái công ty người ta lớn chẳng hạn, người ta vào các trường đại học, người ta thấy cũng phù hợp với ngành nghề của người ta, thì những người học giỏi người ta cho học bổng luôn, sau này phải về phục vụ cho người ta tối thiểu là bao nhiêu năm. Và dạ. Vâng, đấy, thì ở Việt Nam cũng thế, ở các trường đại học người ta áp dụng. Dạ. Vâng. Dạ. Ở Mỹ là đa số mấy hàng công ty nó làm vậy anh mà. Vâng. Nó thấy đứa nào mà bắt đầu ở trung học học giỏi bắt đầu là để ý. Nó thấy học giỏi mà điểm mà gọi là từ 90 rồi trở lên á là nó để ý. Nó xuống đó bắt đầu nó cho học bổng hết, nó lo hết. Lên là học rồi nó cho hết. Ra trường là làm cho nó luôn. Giống như nó mua từ hồi mà còn nhỏ vậy đó. Rồi bởi vì nhỏ con tôi sau này nó học xong thì nó ra tôi nó làm cho Mỹ một thời gian, nó kinh nghiệm đó. Tôi cũng khuyến khích, tôi cũng dẫn nó về hè, tôi hay dẫn nó về lắm. Nó thích lắm bạn. Rồi. Nó thích lắm. Tôi đang dạy nó tiếng Việt cho nó biết nhiều lên đó. Nó để nó nghiên cứu. Đó, nói chung thì... Hôm nay Vũ Sư Hùng Lân ở đây để nghe Lợi Minh nói và những người coi như anh em ở trong nước nói nhé. Vũ Sư Hùng Lân coi ở bên kênh Duy Nguyễn coi như đạp cho rồi. Bây giờ đâu dám sang kênh của Duy Nguyễn đâu, đúng không? Thôi, qua kênh anh cũng được. Anh Tam thì nó nhẹ nhàng thôi. Ông cứ kêu vô đấu khẩu với ông hoài, đấu khẩu với ông mệt chứ bà. Mấy ông như ông Hùng Lân này toàn là nổ mà. Mấy ông này nói chuyện không có thật. Mấy ông này nói chuyện không có thật, chán lắm. Những người mà ví dụ người ta bắt đầu chứng kiến với mình mà người ta nói cái gì nó thực tế thì mình còn học hỏi được. À, mấy ông nói kiểu nó đây. Nó càng nó bừa thì đây anh Lợi Minh này Sơn Tây ở đây hỏi bảo là tức là con Lợi Minh học giỏi hay có phải mua điểm mày? Ôi mà Mỹ cũng mua điểm à Sơn Tây? Tưởng ở Việt Nam là đất nước đang phát triển thì mới có cái chuyện mà bọn nó xuyên tạc là mua điểm, chứ bây giờ bên Mỹ cũng có mua điểm à, chắc chắn có anh bằng à, có đấy, nó có mua điểm nhiều. Anh biết nhiều đứa nó học đa số nó mua điểm là mấy đứa nó học dở nó vô nhiều khi. Cái này nói không phải là quá đáng hay bôi bát nước Mỹ gì. Ở đại học á, nhiều đứa nó học dở thì khi nó
nó ăn ngủ với thầy đó nữa, để đặng mà nó được nâng điểm nữa. À đấy, cho nên là cái vấn đề tiêu cực thì nói chung là nước nào cũng có, không ít thì nhiều đúng không? Dạ. Đấy. Ăn ngủ rồi để đặng mà nó được thầy nó nâng điểm cho nó. Nói chung là đánh về vấn đề mà điểm đồ gian lận ở Mỹ là cũng có, nó cũng nó đi trước Việt Nam hết trơn rồi. Trời. Anh mà đánh mà vậy là cheating rí đó, rí cheating đó, anh đánh vô trong mạng là gian lận điểm đồ á là hơi bị dữ. Tại vì Việt Nam cái gì bắt đầu cái đất nước nó đổi mới cái gì nó cũng mới bắt đầu sau này thì cái nhu cầu và những lòng tham con người mà ai cũng muốn mình nổi danh rồi này kia thì họ đi mua chuột điểm để gian lận họ bỏ tiền ra. Nói chung Mỹ thì mấy cái vụ đó ngay cả làm việc ở trong công ty hãng xưởng độn về nhiều đứa mà nó muốn chạy chức độn vậy nó cũng phải ngay cả nhất là phụ nữ nó ăn ngủ với lại mấy thằng boss của nó để đặng mà nó được chạy chơi chạy chức được lên chức lớn. Phụ nữ ở Mỹ nói chung là nó làm nó dễ thăng chức hơn mấy thằng đàn ông. Mấy thằng đàn ông thì phải học giỏi, chẳng hiểu không có nói gì, chẳng hỏi sơn tây chung mà bên Mỹ đời sống về vấn đề mà mặt trái của xã hội nó đầy dẫy những cái sự việc hết, không phải giống như những người mà chống cộng ở bên Mỹ họ tuyên truyền là không phải như vậy đâu. Anh chị các bạn, tôi nói những gì Việt Nam xảy ra ngày hôm nay là mình chỉ đi sau thôi. Tại vì đất nước đổi mới, bây giờ cái sự tự do, cái sự mà gọi là tự do của người Việt Nam á, nó luật pháp nó không có bị kiềm chế đó. Mình mới bắt đầu, mình là một cái quốc gia cái gì cũng mới bắt đầu không à. Còn như Mỹ thì nó đã có hết rồi. Ok, chắc hơi muộn rồi, để anh Bằng nghỉ hả? Rồi, cứ nói gì đâu có gì đâu, còn cứ khoảng 15 20 phút thôi. Chắc hết, hết rồi. Rồi. Nói chung thì Mỹ mà nó là một cái hiệp chủng bất hiền nào khôn nhiều khôn nhờ dạy chịu. Nếu mình biết dạy con mình thì mình biết dạy cho nó kỹ lưỡng thì nó lớn lên nó thành tài, nó rất là thành đạt. Còn mà mình buông lỏng nó đó thì đàn anh đàn chị đàn ở ngoài xã hội nó sẽ dụ dỗ con mình đi theo những con đường gọi là hư nát chứ không phải là đơn giản đâu. Không phải giống như nhiều người nghĩ rồi. À, tôi qua. Hiện nay coi như Hùng, võ sư Hùng Lân về nghe nói anh em nói là về mở cái diễn đàn coi như là máy móc các thứ ác lắm. À, đấy thì mời các anh em vào coi như Nam với Hùng Lân, nhưng mà nói chung anh em thì nói chung thì quá hiểu rõ về Hùng Lân ở bên kênh Duy Nguyễn rồi, cho nên là thôi thì vào làm cái gì người ta hiểu rõ rồi thì vào làm cái quái nữa. Rồi. Ông Hùng Lân này ông hơi bệnh quan tử, tại vì cuộc sống ở Mỹ ông không có cập nhật được những cái thông tin nó chính xác, ông bị quan tưởng rất là nặng nề. Anh Sơn Tây thì anh còn hiểu biết, anh còn chấp nhận, anh còn đổi mới, chứ ông Hùng Lân thì thôi, ông là vô phương rồi. Đấy, Sơn Tây ở đây anh Doãn Nhật Lân đâu có hỏi đâu. Bạn hỏi anh Doãn Nhật Lân đang hỏi Lợi Minh đang nói nhảm vụ gì kìa. Đừng có kích động, bỏ đi. Anh nói với Sơn Tây thế. Ở đây anh em có đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh lắm. Chứ không phải ấy đâu, dễ kích đâu. Lớn rồi, tại vì nhiều khi mình lâu lâu mình nổi nóng lần thôi, chứ đâu có nổi nóng lần thứ hai. Với con người ta mà, đúng không? Bạn. Con người ta, dạ, chẳng ai hoàn thiện được hết đấy. Dạ, không ai hoàn hảo. Không ai hoàn hảo. Cái lúc này lúc khác. Bây giờ ví dụ là người, bây giờ tôi nói với anh Lợi Minh như thế này. Bây giờ ví dụ Lợi Minh lên mạng, mình cũng lên trên cái mạng mình live stream này. Nhiều khi mình nói là nó lỡ đi chẳng hạn, ví dụ cứ cái câu đó mình bắt bẻ thì là không được. Vấn đề nhìn con người, người ta phải nhìn vào tổng thể của vấn đề. Đúng không? Chứ có một hai câu bây giờ tôi nói nhiều khi nói liền trong vòng 30 phút chẳng hạn thì thế nào chẳng có những cái lời nó lỡ ra, đúng không? Nói chung thì con người mà nhân vô hoặc toàn mà anh Bằng, nói chung là mình biết sai mình sửa sai này. Ok, chứ đâu có gì đâu. Mình biết sai mà mình khắc phục cái hậu quả sai đó, mình đừng có, mình cố gắng mình rút kinh nghiệm cho nó tốt hơn. Đúng rồi. Cuộc sống mà nó đâu có gì hoàn hảo đâu. Mình ngồi đó mình nhìn cái gì hoàn hảo, ngay cả người Mỹ họ trong tiếng Anh họ còn nói nothing to be perfect mà. Không có gì hoàn hảo. Người Mỹ họ cũng sống, họ cũng biết là như vậy. Họ cũng không có chấp, không muốn ai mà hoàn hảo cả. Họ biết rằng chẳng ai hoàn hảo được. Họ muốn là ai cũng phải cố gắng lên thôi. Nói chung thì xã hội mà, thì tôi nói về vấn đề mà đất Mỹ
nó muôn màu muôn mặt lắm anh chị em các bạn. Mình sống ở Mỹ nó cũng có cái hay và nó cũng có cái dở. Nói về con cái rồi cũng vậy, nếu mà mình giáo dục nó, mình hướng dẫn nó thì nó sẽ đi đúng hướng. Còn mà mình không mà hướng dẫn cha mẹ mà sanh ra cái giao cho xã hội, giao cho chính ông chính phủ, rồi con mình nó quay ra rồi nó cũng lầm đường lạc lối. Tôi nói anh chị các bạn, bạn tôi cũng có mấy, nó cũng có hai đứa con. Bây giờ nó năm mà hồi ở trung học đó, tại vì nó lo nó làm thì con cái nó không có thời giờ đó, nó loạn từ hồi còn nhỏ, từ 18 tuổi, vừa đủ 18 tuổi là nó bỏ nó trốn nhà nó đi rồi. Rồi đông năm sau nó dẫn con về, nó chào ông ngoại. Tôi giật mình luôn, gặp nó nói nay nó làm ông ngoại rồi. Đấy, các bạn thấy không, rồi nó cũng sống vất vả thôi. Chứ đâu phải là những đứa, có những đứa mà nó sống, nó sanh ra Mỹ. Có nhiều đứa nó cũng thất bại. Ok Sơn Tây, tối thứ tư vẫn cũng từ 21 giờ, mời Sơn Tây vào. Nói chung tôi cũng thích anh Sơn Tây chia sẻ lắm. Anh không, vì thực tế là mình chia sẻ thật và mình nói chuyện thoải mái với nhau. Chứ dạ, bây giờ ví dụ ông cứ nói ông có gài nhau hoặc như thế này thì khác. Mình là người Việt Nam, nói chung có tư tưởng hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mình nói sự thực. Những cái gì mình biết thì mình nói. Có những điều tôi cũng phải là cái nhà tuyên huấn, là tuyên giáo, thứ gì đâu, mà những cái điều gì tôi cũng hiểu biết. Tôi là người dân thường Việt Nam, Lợi Minh biết rồi, đúng không? Đấy. Lợi Minh cũng từng xung đột với anh Sơn Tây trong vấn đề mà chia sẻ. Nhưng mà cái xung đột đó nó rất là hay, để đặng mình phát huy ra những cái hay, cái dở của nó. Chứ không phải giống như ông Hùng Lân. Ông Hùng Lân này cùi lần đấy mà. Ông Hùng Lân này, ông này rất là cùi lần. Ông nói chuyện theo kiểu ông mà ông nói trên trời, ông nói ngang mà ông nói trên trời mà. Còn anh Sơn Tây thì nói chung là anh nói chuyện, anh có cái sự giống như là mình cạnh tranh với nhau. Mình gọi là mình cầm hít với nhau. Bây giờ này, Vũ Trường Lân hiện nay cái thời gian mình live ấy, hiện nay nó chỉ còn cỡ khoảng độ 20 phút nữa thôi là hết 4 tiếng. Mà Việt Nam thì hiện nay là 1 rưỡi đêm rồi, đúng không? Mai tôi cũng còn phải làm việc. Bây giờ mình đã đi nằm ngủ các thứ, bây giờ có tuổi rồi có phải nằm ngủ được ngay đâu, có khoảng 2 rưỡi mới ngủ được. Đấy, cho nên là nói chung cho nên không thể chiều Vũ Sư Hùng Lân được. Với thứ hai, mình đã gặp Vũ Sư Hùng Lân ở bên kênh của Duy Nguyễn rồi, nghe chưa? Nói chuyện toàn trên trời. Mình hiện nay mình những cái lịch sử thì thôi mình cho qua đi, mình nói về hiện tại này, về cái cuộc sống ở Việt Nam này như thế nào, có phát triển